chương 5365, nơi này, vạn cốt tiền bối, từ từ các nàng đều là kinh ngạc, trước mắt một màn này, thật sự là quá cay con mắt. Mặc dù thời khắc này vạn cốt minh tổ cũng không bạo lộ ra cái gì, nhưng là vạn cốt minh tổ cái kia dáng vẻ kinh hoàng, lại làm cho người không thể không nghĩ đến những cái kia bị bắt gian tại giường ra hỏa. Vạn cốt minh tổ nhìn thấy tư tư các nàng mấy người, sắc mặt cũng lập tức càng thêm đỏ lên, hận không thể một đầu tìm kẽ đất chui xuống dưới. Mất mặt, mẹ nó cái này thật sự là quá mất mặt, Khụ khụ, Trần Thiếu, mấy vị chủ mẫu, sự tình không phải là các người nghĩ như vậy, thuộc hạ đây không phải vừa mới chín tất bộ thân thể này sao? Mà các nàng mấy vị đối với bộ thân thể này cũng vô cùng quen thuộc, cho nên chỉ là cùng các nàng nghiên cứu một chút thân thể. Cấu tạo, mục đích là vì tốt hơn tu luyện nhục thân, lớn mạnh cường độ nhục thân, không có cái gì khác ý tứ. Vạn Cốt Minh tổ vội vàng giải thích, đối với Minh chủ đại nhân, chúng ta chỉ là đang nghiên cứu thân thể cấu tạo đâu. Sâm Minh Quỷ Vương rất nhiều gia quyến cũng nhao nhao vội vàng nói, vừa nói một bên vụng trộm mắt nhìn Tần Trần thân bên cạnh Tư Tư mấy người nội tâm không khỏi tự ti mà cảm đứng lên. Trong các nàng có ít người kỳ thật âm thầm đối với Tần Trần cũng có một chút ý nghĩ, chỉ là không dám đối với Tần Trần có chỗ cử động mà thôi. Vốn còn nghĩ có phải hay không có cơ hội có thể dán đi lên, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tư Tư mấy người các nàng liền biết Minh Chủ Đại Nhân là làm sao cũng không có khả năng coi trọng chính mình, không có việc gì vạn cốt người cứ việc nghiên cứu, bản thiếu còn không đến mức ngay cả chút chuyện này đều trông coi. Tần Trần quét mắt vạn cốt minh tổ, nhưng điều kiện tiên quyết là mau chóng đưa người thực lực tăng lên tới cao nhất, bản thiếu không phải đem cái kia tử thần mộ chủ thần hồn của bọn hắn bản nguyên cho ngươi một chút ha. Còn có không đến một tháng liền muốn xuất phát từ hải chỗ, nếu để cho. Ta biết ngươi làm chế này tu luyện, cũng đừng trách ta nghiêm trị, Trần Thiếu yên tâm, thuộc hạ đã đem tử thần mộ chủ thần hồn của bọn hắn bản nguyên luyện hóa 78 phần, Bây giờ thuộc hạ thần hồn đã khôi phục tiếp cận năm thành, thực lực cũng là có đột nhiên tăng mạnh, sở dĩ nghiên cứu thân thể cấu tạo, cũng là vì có thể đem nhục thân cùng thần hồn càng hoàn mỹ hơn dung hợp, tuyệt sẽ không chậm trễ đại sự. Vạn Cốt Minh tổ vội vàng nói, vậy là tốt rồi, Tần Trần gật gật đầu, mang theo tư tư mấy người quay người rời đi. Mẹ nó, lão tử bị mấy người các ngươi lừa thảm rồi. Nhìn xem Tần Trần rời đi, Tử thần mộ chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đối với một đám kia quỷ tu thiếu phụ tức giận mắng một câu. Cũng may chính mình có thụ sủng ái, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức sẽ ảnh hưởng mình tại đại nhân hình tượng trong lòng. Phu quân, Nô Gia biết sai. Đúng vậy a, à, Nô Gia cũng không biết mình chủ đại nhân sẽ tới nơi này, huống chi vừa rồi phu quân người chơi có thể hăng hái. Hiện tại mình chủ đại nhân đi, phu quân, chúng ta không bằng tiếp tục nghiên cứu nhân thể cấu tạo đi, lần này khẳng định không ai quấy rầy chúng ta. Đến thôi, một đám quỷ tu thiếu phụ nhau nhau tiến lên, lôi kéo vạn cốt minh tổ, thân thể dán thật chặt, ôn hương nguyễn ngọc. Vạn cốt minh tổ do dự một chút, liền hư lạnh nói thôi, vì có thể tốt hơn linh nhục kết hợp, quen thuộc bộ thân thể này, bản tổ liền cố mà làm vất vả một cái đi. Phu quân đến thôi, một đám quỷ tu thiếu phụ lập tức cười nhẹ đem vạn cốt minh tổ lại lần nữa lôi trở lại nội điện. Lúc này, quỷ vương điện chỗ sâu, tần trần chính mang theo tư tư mấy người chậm rãi tiến về quỷ vương trì chỗ. Thiên tuyết cười nói bụi, cái kia vạn cốt tiền bối thật là có nhã hứng tần trần gật đầu nói cũng làm khó hắn nhiều năm như vậy đều không có nhục thân thật vất vả khôi phục thân thể lúc trước còn đã trải qua một trận đại chiến tự nhiên cần thư giãn một tí cái này cũng rất hợp lý thiên tuyết quay đầu nhìn về phía tần trần lúc này như nguyệt uyển nhi bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn lại thế nào trên mặt ta có đồ vật gì sao tần trần ngẩn người thiên tuyết cười nói buổi trước người cũng đã trải qua một phen đại chiến chẳng lẽ không cần thư giãn một tí sao tần trần sửng sốt làm sao buông lỏng chính là cùng vạn cốt tiền bối một dạng loại kia buông lỏng tần trần hắn mắt nhìn tư tư khẽ thở dài một cái một tiếng bây giờ tư tư thương thế chưa lành hắn lại há có tâm tình suy nghĩ mặt khác những vật khác những người khác thấy thế cũng đều thần sắc ảm đạm hiển nhiên rất rõ ràng tần trần ý nghĩ trong lòng tư tư do dự một chút nói bụi ta mặc dù thụ thương nhưng ta không ngại ta còn có thể ở một bên cho các ngươi ủng hộ đám người ở một bên ủng hộ, hình ảnh này chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy không gì sánh được quái gì cùng. Không được tự nhiên, Tần Trần lập tức im lặng nói, từ từ, người nói cái gì đó, coi như ta đồng ý, thiên tuyết các nàng đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng đi. Bụi, chúng ta kỳ thật, không ngại, thiên tuyết mấy người đều là cười nói, ta, Tần Trần biểu lộ sửng sốt, ha ha ha, thiên tuyết các nàng thấy thế đều là hé miệng cười khẽ đứng lên, một mặt chế nhạo nhìn xem Tần Trần, hiển nhiên đối với tần trần ăn quả đắng cảm thấy có chút hưng phấn. Tần trần mặt đen lại, các người đùa nghịch ta. Thiên tuyết cười híp mắt nói, nếu như bụi ngươi muốn, cũng có thể là thật. Tần trần đã lười nhắc lại nói, trải qua như thế quấy dày một cái, lòng của mọi người tình cũng đều tốt lên rất nhiều, trong chốc lát cũng đã đi tới quỷ vương chỉ chỗ. Oanh, lúc này quỷ vương chỉ chỗ, một mảnh nồng đậm mùi máu tanh phun trào. Cảm giác được tần trần bọn hắn đến, cái này vô biên huyết khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người, đối với tần trần cung kính hành lễ nói minh chủ đại nhân chính là huyết sát quỷ tổ cảm giác trước mắt huyết sát quỷ tổ trên người khí thức khủng bố từ từ các nàng đều là hơi biến sắc huyết hải thân thể từ từ các nàng lẩm bẩm nói lúc này huyết sát quỷ tổ tại dung nhập bộ phận dương gian quy tắc đằng sau khí thức trên thân có kinh khủng tăng lên đã ẩn ẩn tiếp cận tam trọng siêu thoát đỉnh phong cảnh giới tu vi như vậy tại cái này minh mông minh giới bên trong cũng có thể xương đỉnh cấp ân huyết sát ngươi như thế nào thương thế đều khôi phục sao? Tần Trần nhìn xem huyết sát quỷ tổ đạo, về minh chủ đại nhân, may mắn mà có đại nhân lúc trước cấp cho thuộc hạ rất nhiều huyết khí, bây giờ thuộc hạ tu vi chẳng những tất cả đều khôi phục, thậm chí còn thêm gần một bước, trước khi đến tử hải trước đó, thuộc hạ nhất định có thể để tu vi có chỗ đột phá, tốt hơn là lớn. Người hiệu khuyển mã chi lực, huyết sát quỷ tổ thần tình kích động, Tần Trần mặc dù cướp đi hắn cơ hồ chừng 2 phần 3 bản nguyên hồn huyết, nhưng cũng đem trước chém giết tử thần mộ chủ, vạn minh tà tôn, cự linh quỷ tổ cùng cửu anh lão quỷ tứ đại cường giả hồn huyết ban cho hắn. Cái này tứ đại cường giả mỗi một cái đều là cấm khu chi chủ cấp cường giả, đặc biệt là tử thần mộ chủ, một thân thần thông càng là kinh thế hãi tục, tại thôn phệ tứ đại cấm khu chi chủ hồn huyết đằng sau, huyết sát quỷ tổ chẳng những khôi phục đã từng đỉnh phong tu vi. Càng là tại nguyên bản trên cơ sở càng gần một bước. Hắn có loại cảm giác, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai bước vào vĩnh hằng trật tự cảnh đỉnh phong cũng là ở trong tầm tay. thảo hảo tu luyện, chỉ cần ngươi đi theo bản minh chủ chỉ là vĩnh hằng trật tự cảnh đỉnh phong không tính là gì đem đến từ sẽ có càng nhiều chỗ tốt tần trần gật gật đầu đa tạ minh chủ đại nhân huyết sát quỷ tổ hưng phấn tần trần cùng huyết sát quỷ tổ nói chuyện với nhau vài câu liền dẫn tư tư bọn người cấp tốc đi tới quỷ vương trì chỗ sâu nguyên bản không gian thông đạo chỗ nơi này khi tư tư xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt con người của nàng đột nhiên không khỏi co rụt lại nơi đây từ từ trong ánh mắt toát ra đến một tia không hiểu run rẩy chi sắc.